quay phim má ơi. Ủa vậy hả? Mua xe của anh này nha, anh này dễ thương lắm. Thấy không? Ai cũng nói mình đẹp trai, thấy không? Này lại cũng phí đó nha. Cũng phí phải không? Tính thêm 500 nha. Cái gì? Quảng cáo phải trả tiền chứ. Ôi, quảng cáo cho anh mà anh phải trả tiền cho em chứ. Đó, anh đưa thương hiệu dạy của em lên luôn. Rồi, khách chỉ tin qua mua xe.